Mọi người nhìn cho rõ, đây là tác phẩm Sự Cứu Rỗi của nhà thiết kế nổi tiếng Amanda. Tôi vẽ lại nó cũng chỉ để vinh danh Amanda, nhưng mà cô sở giảng lại vì mục đích mưu lợi riêng. Người như cô ta không xứng đáng gọi là nhà thiết kế. Có vẻ thực sự là vậy. Amanda chắc chắn sẽ không đạo nhái Sở tiểu thư. Chưa kể, tác phẩm đã được thực hiện 2 năm trước. Tôi cũng nghĩ mình nghi oan cho cô ta. Thật không ngờ, lại là đồ đạo nhái vô sĩ. Đúng là biết người biết mặt không biết lòng. Nhìn thì xinh đẹp, lại làm ra chuyện kinh tởm đến vậy. Ai bảo cô ấy đạo nhái? Nhà thiết kế Amanda, cuối cùng ngài cũng tới. Có kẻ đạo nhái tác phẩm của ngài đó. Ngài hãy mau nói cho tôi biết, để chúng tôi trừng trị cái đạo nhái. Trong số những người có mặt hôm nay, đúng là có người đạo nhái. Tôi đã nói rồi mà, rõ ràng có kẻ đạo nhái, mà các người không tin tôi. Cô ta nên bị tước tư cách, không bao giờ trở thành một nhà thiết kế nữa. Xin lỗi Sở tiểu thư, tôi không nên chưa có sự đồng ý của cô, đã tự mình sử dụng ý tưởng thiết kế của cô. Không sai, người đạo nhái không phải là Sở tiểu thư, mà chính là tôi. Sở tiểu thư có lẽ là không nhận ra tôi. Như vậy thì cô đã nhận ra chưa? Là cô, là người trong thang máy lúc đó. Phải, chính là tôi. Khi tôi đang bí ý tưởng trong việc thiết kế, tôi đã ra ngoài đi dạo, nhưng thật không ngờ lại cùng với Sở tiểu thư mắc kẹt ở trong thang máy. Cô chị ơi, cô đừng sợ, sẽ có người tới cứu chúng ta. Đừng có sợ, nghĩ về những chuyện vui vẻ đi, hít một hơi thật sâu. Không sao đâu, không sao hết. Cô ấy đã ở đó khi tôi sợ hãi nhất. Sau đó đã kể cho tôi nghe một câu chuyện về sự cứu rỗi. Sau này tôi vẫn mong tìm được Sở tiểu thư, nhưng mà tôi không có tin tức gì hết. Cho tới khi tôi thiết kế ra Sự Cứu Rỗi, một mặt tôi muốn sử dụng tác phẩm này tìm kiếm Sở tiểu thư, mặt khác tôi muốn để cho bạn bè biết cô ấy đã cứu rỗi tôi như thế nào. Thực ra trong khi tôi đang an ủi ngài, tôi cũng tự an ủi mình thôi. Bây giờ đã chứng minh được Sở giảng không hề đạo nhái, thế thì tôi nghĩ Thẩm tiểu thư nên đến đồn cảnh sát để uống trà, nhân tiện để cảnh sát hỏi xem tại sao Thẩm tiểu thư lại đi gài bẫy Sở giảng. Không phải tôi cũng nhận lệnh của người khác thôi. Thẩm tiểu thư, không ngờ cô lại là người như vậy. Chú nhỏ, chú yên tâm, cháu nhất định đích thân đưa cô ta tới Sở cảnh sát. Đợi đã, tôi nghĩ Thẩm tiểu thư hình như có điều gì muốn nói. Cô ta miệng mồm dối trá, không thể tin được lời cô ta đâu. Có phải như vậy không? Tôi sẽ tự mình đánh giá. Tôi sẽ cho cô cơ hội để nói thật, hy vọng cô có thể trân trọng nó. Cô vừa nói có người đã ra lệnh cho cô, vậy thì cô nói thử xem những người có mặt ở đây ai đã ra lệnh cho cô. Chính anh ta. Anh ta là người xúi giục tôi gài bẫy Sở giảng. Cô nói dối. Là do anh yêu Sở giảng, cho nên tìm tôi diễn trò, để cho anh có thể anh hùng cứu mỹ nhân, để Sở giảng phải lòng anh. Tất cả điều này đều là do anh ta yêu cầu tôi làm. Không phải tôi. Tôi sẽ không làm những việc vô nghĩa như vậy. Không cần giải thích đâu, tôi tin anh. Nếu như cô đã không muốn nói thật rồi, thì phải cứ lên đồn đi, sau đó tự mình giải thích. Giảng giảng, em cứ yên tâm. Chuyện này anh chắc chắn sẽ cho em một câu trả lời. Hôm nay cảm ơn anh nha. Nếu như anh không đưa Amanda tới đây, có lẽ tôi nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không rửa sạch. Không phải công của tôi, là chú nhỏ gửi tin nhắn riêng cho tôi. Cậu đưa theo Amanda tới công ty giúp tôi. Tôi cũng không biết Thẩm Tuyết Nhu, cô ấy thật sự sẽ gài bẫy cô. Tôi không giúp cô. Tôi chỉ không muốn có kẻ ăn không nói có hãm hại người. Dù gì cũng liên quan tới bộ mặt Yến thị. Cho nên chú vừa nói rằng thiết kế của tôi không tệ, sau đó cũng không định dội nước lạnh, mà muốn nói với tôi rằng có sự trùng lập với thiết kế của Amanda. Đúng vậy. Dù gì thì tôi cũng phải cảm ơn chú. Tôi xin lỗi vì những hành vi vừa rồi. Tôi xin lỗi nha. Mong chú người lớn đừng chấp nhận. Ngay từ đầu tôi đã không hề chấp nhận.
Mọi chuyện đã được giải quyết xong rồi, vậy tôi xin phép đi trước, về sau sẽ có thông báo nói rõ và gỡ bỏ sự cứu rỗi. Tôi cũng mong rằng trong tương lai ở các cuộc thi thiết kế có thể nhìn thấy Sở tiểu thư. Vậy thì hãy gặp nhau trên đỉnh cao. Gặp nhau trên đỉnh cao. Tôi cảnh cáo cô đã quyết định hợp tác với tôi thì tốt nhất nên ngậm cái mồm lại. Vậy tốt nhất nên nhớ cho kỹ anh đã hứa với tôi. Anh sẽ khiến cho Sở Giản thân bại danh liệt đó. Yên tâm, kịch hay vẫn còn ở phía sau. Giản Giản, đừng có lúc nào cũng phát tình như vậy. Ra khỏi phòng của tôi ngay. Em đúng là nhẫn tâm với anh quá. Đừng nghĩ rằng em vào được nhà họ Yến thì có thể kê cao gối ngủ. Em không có ai chống lưng, sớm muộn gì cũng sẽ rời khỏi nhà họ Yến. Quan gì tới anh? Cho dù tôi có tìm chỗ dựa, cũng sẽ không tìm thứ rác rưởi nhanh đâu. Chẳng lẽ trông cậy vào Yến Khanh Trần sao? Nó là chiếc bình hoa, cho dù bề ngoài nó là nhị thiếu gia Yến Thị, nhưng thực ra ông nội không thích nó chút nào. Em có biết tại sao không hả? Tôi không muốn biết. Bởi vì thân phận của nó không thể lên nổi mặt bàn. Yến Dương Thâm, anh bị bệnh sao? Yến Khanh Trần người ta là đại minh tinh đang hot, anh lấy gì so với người ta? Tự soi gương lại đi. Tôi còn không thèm lấy anh ra so. Đơn giản là gì? Khác nào sỉ nhục anh ấy. Cô cứ cứng miệng đi. Bề ngoài nó là đại minh tinh hào nhoáng, nhưng nói trắng ra thì cũng chỉ là diễn viên. So với bà mẹ vô liêm sỉ của nó y hệt, không lên nổi mặt bạn. Cô xem nó là chỗ dựa, sớm hay muộn một ngày cũng sẽ quỳ xuống van xin tôi thôi. Không phải chứ Yến Dân Thơm, trong phòng anh không có gương thì tự tè một bãi. Để mà so thử bản mặt của anh xem bản thân anh là cái gì đi. Còn dám nói xấu Yến Khanh Trần sao? Anh lấy gì so với nấy? Trong mắt của tôi, ngay cả sợi lông chân của người ta anh còn không bằng nữa kìa. Cô cái gì chứ? Bây giờ, ngay lập tức, ngay lúc này, cút ra khỏi phòng của tôi ngay. Cảm ơn cô. Ông nội, cháu muốn kết hôn với Giản Giản. Thế Giản Giản có biết không? Cô ấy biết. Giản Giản và cháu yêu thương nhau, mong ông nội thành toàn. Ta biết rồi, cháu ra ngoài trước đi. Đều dừng lại một lát, ta có chuyện muốn thông báo. Ta tuyên bố Giản Giản sẽ đến hôn với Khanh Trần. Ngày đến hôn ta đã xem xong cả rồi. Đúng là mùng 3 tháng sau. Hôn nhân là chuyện của hai người, nhưng tôi nghĩ vẫn cần hỏi ý kiến của các bên liên quan. Cháu không có ý kiến gì cả. Chuyện lần này cháu đã đề cập với ông nội rồi. Giản Giản và tôi yêu thương lẫn nhau, kết hôn chỉ là chuyện sớm muộn. Anh ấy nói không sai, chúng tôi thật sự đang yêu nhau đó. Cô không định thử cân nhắc thêm một chút sao? Cần gì phải cân nhắc. Tôi rất hài lòng với cuộc hôn nhân này. Anh Minh Dương có gì muốn nói à? Không có. Chỉ là quyết định này quá đột ngột, anh không thể tin nổi. Dù gì Khanh Trần hồi trước sống chết không muốn kết hôn. Có một số kẻ thích mặc lại quần áo của người khác. Lúc trước Giản Giản chưa hủy hôn với tôi, sao không nghe Khanh Trần nói từng yêu đương gì với Giản Giản chứ? Chị Giản Giản, chị và anh Khanh Trần kết hôn là chuyện lớn. Chị đã cân nhắc kỹ càng chưa? Tất nhiên. Còn anh thì sao? Trên thế giới này, anh không tìm được ai khiến anh rung động hơn Giản Giản. Chuyện này, tôi cảm thấy đủ rồi. Chuyện lần này, cứ như vậy đi. Nếu có ai dám phản đối, thì đừng có trách ta. Ăn cơm. Xin lỗi, tôi no rồi. Sao chú ấy cứ sáng nắng chiều mưa như vậy chứ? Uống chút sữa rồi vẽ tiếp. Tôi muốn hoàn thành xong phần này đã. Anh biết em khẩn trương, nhưng cho dù vội vã cũng nên chú ý sức khỏe. Anh Minh Dương, anh đừng có đứng gần quá, tôi không có quen đâu. À,
Thật ngại quá, anh cũng không có ác ý gì đâu. Chỉ cần em uống sữa xong thì anh sẽ đi ngay. Được rồi, tôi uống. Tôi cứ tự mình là được rồi. Em cứ vẽ tiếp đi, anh sẽ không làm phiền em nữa. Được. Vẽ cả ngày rồi, mệt thiệt đó. Tôi có việc tìm em. Vào đi rồi nói. Công việc rất mệt sao? Có chút mệt đó. Nếu đã mệt đến vậy, sao còn không từ bỏ? Tôi có lý do để kiên trì. Thật không ngờ em vì anh ta, thật sự khiến bản thân thiệt thòi. Phải rồi, anh tìm tôi có chuyện gì sao? Giản giản, mặc dù ông nội đã đồng ý cuộc hôn nhân của chúng ta, nhưng nếu em có người mình thích, em cũng có thể thay đổi ý định. Tôi và em chỉ là đang diễn kịch, không cần phải mạo hiểm cả một đời. Nhưng mà tôi thực sự không thích ai hết. Kết hôn với anh là sự lựa chọn tốt nhất của tôi. Nhưng hôn nhân không phải là trò đùa. Em đã thực sự nghĩ kỹ chưa? Anh có chuyện gì vậy? Đã xảy ra chuyện gì sao? Được rồi, tôi mà đã đưa ra quyết định thì sẽ phối hợp tốt với anh. Chắc chắn sẽ diễn tốt vở kịch này. Đợi khi nào tôi đạt được mục tiêu, chúng ta ly hôn bất cứ lúc nào cũng được. Còn đặc biệt mua hoa hồng cho cô. Cô đã bất nhân thì đừng có trách tôi bất nghĩa. Tôi xem thử lần này cô làm sao trở mình. Ông nội, đừng trách Khanh Trần nữa. Tại ông mỗi ngày ép anh ấy kết hôn, anh ấy không còn cách nào, chỉ có thể tìm người qua mặt ông thôi. Cũng không thể làm vậy được. Theo con thấy, 80% là do Sở Giản, cái con ranh xấu xa đó bày trò. Cháu nhìn cái gì mà nhìn? Bộ tôi nói gì sai sao? Lúc mà Sở Giản chưa tới nhà của mình đó, cháu cũng đâu có như vậy. Tôi thấy chính nó là người xúi giục. Không liên quan tới Giản Giản, tất cả đều là ý của cháu. Còn mặt mũi để nói à? Bao nhiêu năm qua, tao vẫn luôn để mày tự do. Mày muốn gia nhập làng giải trí, tao cũng cho phép. Ban đầu, tao cũng không trông đợi mày có thể làm nên trò trống gì. Nhưng tao chưa bao giờ nghĩ rằng mày lại giống hệt người mẹ đã mất của mày, chống đối tao khắp nơi. Hơn nữa, còn dám lừa gạt tao. Ông nội, mẹ cháu đã không còn nữa. Ông tốt hơn hết nên tích chút đức đi. Mày lại nói chuyện với ông như vậy chứ? Khanh Trần, chỉ cần mềm mỏng một chút là được. Muốn phạt thì cứ phạt đi, tôi sẽ nhận hết. Nhưng chuyện này chẳng liên quan gì đến Giản Giản cả. Tất cả là chủ ý của tôi, là tôi dụ dỗ em ấy. Muốn làm gì thì cứ nhắm vào tôi này. Được lắm. Vậy hôm nay ta sẽ dạy cho mày thế nào là quy củ. Quản gia. Đừng có che ánh sáng của tôi. Yến Khanh Trần bị đánh bất tỉnh rồi. Có chuyện gì vậy? Lão già đã biết cô và Yến Khanh Trần hợp tác để qua mặt ông ấy. Cô muốn đi đâu? Chuyện này là do chủ ý của tôi, cho nên có trách phạt cũng phải phạt tôi mới đúng. Bây giờ cô mà đi chẳng khác nào phụ ý tốt của Yến Khanh Trần. Lẽ nào cô muốn nó bị đánh một trận vô ích? Nó làm vậy đều là vì cô nên mới nhận hết trách nhiệm, tự mình gánh vác tất cả. Nếu vậy thì tôi cũng không thể cứ dương mắt nhìn thấy anh ta chịu khổ. Tôi biết rồi. Nhưng bây giờ cô phải bình tĩnh lại. Cô bây giờ về nhà chỉ làm tăng thêm xung đột thôi, thậm chí là bị giả lây. Vậy thì tôi không làm gì sao? Cô đi thăm Yến Khanh Trần đi. Có lẽ lúc này nó rất muốn được gặp cô. Được, tôi đi ngay. Yến Tự Thần ơi là Yến Tự Thần. Nhìn cô ấy chạy theo người đàn ông khác, sao trong lòng mày lại không khó chịu được? Giản Giản, em đặc biệt về đây thăm tôi sao? Giản Giản đừng khóc. Đừng cứ đụng. Tất cả là lỗi của tôi. Nếu như không phải tại tôi thì anh sẽ không...
Không sao đâu. Tôi không cảm thấy đau chút nào. Vẫn đau chút xíu. Nếu đau thì đừng cứ động. Anh đừng có lo. Chắc chắn sẽ không để lại sẹo đâu. Giản Giản, tôi có chuyện muốn hỏi em. Em có thể nói cho tôi biết sự thật không? Anh nói đi. Có phải Em thích anh Minh Dương không? Anh chắc không phải nghĩ rằng anh Minh Dương và tôi có chuyện gì chứ. Chúng tôi chỉ là đồng nghiệp thôi. Gặp nhau chỉ để làm việc thôi mà. Nhưng tôi rõ ràng đã nhìn thấy ngày hôm đó. Rõ ràng cái gì? Không có gì. Không quan trọng rồi. Vậy anh nghỉ ngơi cho tốt đi nha. Yến Khanh Trần có gì tốt? Nó đã như vậy rồi, cô vẫn còn dính lấy nó. Liên quan gì tới anh? Chỉ cần khiến Yến Khanh Trần thân bại danh liệt, ông nội sẽ không để hắn ta cưới Sở Giản. Chỉ cần bọn họ không kết hôn, thế thì con vẫn còn cơ hội. Đừng có lo. Mẹ từ lâu đã thu thập được không ít lịch sử đen của Yến Khanh Trần. Sáng sớm ngày mai, đại minh tinh đang nổi đó sẽ trở thành con chuột qua đường bị người ta đuổi đánh, thê thảm vô cùng đó. Nếu đã như vậy, không gì có thể tốt hơn. Mẹ con Dân Thâm bịa ra nhiều thông tin bẩn thỉu về Khanh Trần, có vẻ như họ chuẩn bị hành động rồi. Nếu đã như vậy, thì phải để đám lửa này cháy lan càng mạnh hơn. Hầu như mọi tờ báo hôm nay đều là thông tin bôi đen cậu. Cổ phiếu của Yến Thị từ lúc mở cửa cũng không ngừng giảm xuống. Rõ ràng tất cả đều là bịa đặt, hoàn toàn không phải sự thật. Đây không phải là thứ chí mạng. Chí mạng phải là cái này. Sao Nam nổi tiếng tụ tập thác loạn? Hai từ cuối kia tôi còn thấy xấu hổ khi đọc. Ngoài ra còn có một video. Nếu tình huống nghiêm trọng, khéo phải vào tù đấy. Không thể nào. Đây chắc chắn là ngụy tạo. Tôi không tin anh ấy là loại người như vậy. Anh cũng không tin điều đó. Nhưng lời đồn đã lan rộng. Thân phận minh tinh của Khanh Trần cũng bị giáng một đòn chí mạng. Chắc chắn có ai đó nhắm vào anh ấy. Anh Minh Dương, anh hãy giúp anh ấy đi. Anh không có chứng cứ, anh cũng không thể làm gì được. Thiếu gia Khanh Trần, lão gia mời cậu về nhà tổ một chuyến. Các người mau buông anh ấy ra. Anh chị, các người mau cứu anh ấy. Anh Minh Dương, trên người anh ấy còn thương tích, nếu đến nhà tổ quỳ 3 ngày sẽ mất mạng đó. Chị ơi, anh của em không phải là người như vậy. Anh ấy không làm chuyện đó. Chị nhanh nghĩ cách gì đó đi. A Thừa, trước tiên đừng quá kích động. Tôi dìu cậu về phòng nghỉ ngơi nha. Chuyện này tôi sẽ nghĩ cách. Cậu tin tôi đi có được không? Đi. Chú nhỏ, tôi có chuyện muốn xin chú giúp. Không giúp. Tôi vẫn chưa nói gì hết mà. Yến Khanh Trần, chú biết rồi sao? Chú biết rồi thì càng không nên mặc kệ như vậy. Nói gì chăng nữa, Yến Khanh Trần cũng là cháu trai của chú mà. Không lẽ chú bỏ mặc sao? Chưa đến lượt cô dạy tôi phải làm gì. Coi như là tôi nhìn nhầm người rồi. Một người máu lạnh như chú, lẽ ra tôi không nên có bất cứ hy vọng gì. Alo, có chuyện này, tôi cần anh giúp tôi điều tra. Chị ơi, sao anh ấy còn chưa được thả ra? Kiên nhẫn đi, nếu chú nhỏ đã nói, chúng ta hãy đợi ở đây, thì nhất định không sao được. Được ạ. Anh, đừng lo lắng, không sao rồi. Anh, chúng ta đi ăn mừng đi. Em đồng ý. Nhưng mà thiếu một người rồi. Ai? Chú nhỏ. Gọi thêm chú ấy làm gì? Chú ấy máu lạnh vô tình như vậy mà. Nếu không có chú nhỏ của tôi điều tra ra những thứ đó đều là giả, còn gửi chứng cứ cho ông nội, ông nội sẽ không dễ dàng bỏ qua cho tôi như vậy. Không thế nào. Rõ ràng chú ấy. Rõ ràng thế nào? Rõ ràng. Rõ ràng
Mọi người đông đủ như vậy rồi, không phải tụ tập ăn mừng sao? Nhà hàng tôi đặt trước rồi đó. Này, nhầm hướng rồi. Bên này. Tôi biết rồi, tôi chỉ đang thử chú mà thôi. Đồ ngốc. Chú nhỏ, tôi mời chú nha. Tôi xin lỗi, tôi không cố ý đâu. Môi của chú mềm thật đó. Cái môi mềm như vậy, sao lại có thể nói ra những lời lạnh giá như vậy? Tôi biết, chính chú là người cứu Yến Khanh Trần. Vậy mà chú còn lừa tôi, còn nói là không quan tâm tới anh ấy. Tôi thật sự nghĩ rằng trong lòng chú thật sự cứng rắn luôn đó. Đủ rồi, tôi không cứu nó gì cô. Tôi biết chứ. Cô cái gì cũng không. Giảng Thừa, anh muốn rời khỏi ngành giải trí. Em làm sao vậy? Không có gì. Tại sao em lại bất cẩn như vậy? Ngoan ngoãn ở đây đi, anh đi lấy ít thuốc. Anh, rõ ràng anh nói sự nghiệp rất quan trọng với anh mà. Bây giờ vì thỏa hiệp và lợi ích gia tộc, anh à, anh là người quan trọng nhất trên đời với em. Em sẽ không để anh phải chịu bất công nữa. Những chuyện anh không muốn, em sẽ thay anh gánh vác. Em chỉ muốn thấy anh hạnh phúc khi được là chính mình. Chị, tim em đau quá. Chị, em không biết tại sao em đột nhiên cảm thấy khó chịu ở đây. Không phải chứ, tôi vừa kiểm tra qua rồi. Trong vòng nửa tháng, cậu sẽ không còn đau ngực nữa. Chị à, tóc chị thơm quá. Nếu như cậu thích, tôi sẽ gửi tên hãng dầu gội và sữa tắm cho cậu nha. Chị ơi. Chị, tôi vẫn chưa chắc chắn về căn nguyên. Tôi phải tra cứu thêm, nhất định giúp cậu giải quyết dứt điểm. Cô đúng là cái đồ lẳng lơ. Đầu tiên là Yến Dân Thâm, tiếp đến là Yến Khanh Trần, bây giờ đến cả Yến Giảng Thừa cũng muốn. Tôi không có. Chính mắt tôi nhìn thấy cô còn cãi cố. Trong mắt của chú tôi tệ hại như vậy sao? Mà cũng đúng, chú từ đầu tới cuối đều cảm thấy tôi không phải thứ tốt lành gì. Tôi thân thiết với nhà họ Yến của chú, tất cả đều có mục đích. Nếu chú ghét bỏ tôi như vậy, sao không tránh xa tôi đi? Tôi không ghét cô. Vậy thì chú đứng đây chất vấn là có ý gì đây? Không thể nào là vì thích tôi đó chứ. Xin chú yên tâm đi, là tôi sẽ tránh xa chú, tránh làm chú cảm thấy ghê tởm. Rõ ràng là cô khiêu khích tôi trước mà. Chú nhỏ, có vẻ như chú và Giảng Giảng có mối quan hệ không bình thường cho lắm. Tự lo bản thân trước đi. Nếu tháng sau báo cáo tài chính lại nảy sinh vấn đề, ngay cả ông già tôi cũng không cứu nổi cậu đâu. Có vẻ như Tuyết Nhu nói đúng, bọn họ đúng là có gì đó. Yến Khanh Trần không thể xử lý gọn, vậy thì xử lý bọn họ cũng được. Chị ơi, chị ơi, mau tỉnh dậy. Chị, cứ
có chuyện gì với tôi vậy? Chị, trong hương sông phòng có thuốc. Sao cậu lại biết tôi đã bị họ bỏ thuốc? Em chỉ là chiều hôm nay tình cờ đi ngang qua phòng chị, đã nhìn thấy có người lén lén lút lút đi ra. Lúc đầu em cũng không để ý, nhưng càng nghĩ càng thấy lạ, vì vậy em đến xem thử. Cho dù ra sao, tôi cũng phải cảm ơn cậu. Nếu như không có cậu, chắc là tôi trúng chiêu rồi. Đừng khách sáo. Cậu như vậy là có ý gì chứ? Chị có thể tha cho anh của em không? Điều anh ấy quan tâm nhất chính là sự nghiệp của mình. Để gia nhập làng giải trí, anh ấy thậm chí tính mạng cũng không cần. Tôi biết, anh ấy rất thích công việc đó. Vậy thì chị càng không nên hủy hoại anh ấy. Tôi không có ý đó. Nhưng anh ấy nói với em, anh ấy muốn rời khỏi làng giải trí. Thật xin lỗi, tôi không biết anh ấy có ý định như vậy. Anh ấy sinh ra là để làm người nổi tiếng. Không ai có thể ngăn cản anh ấy tỏa sáng rực rỡ. Nói thật đó. Chị nghĩ được như vậy là tốt nhất. Tôi sẽ đi nói rõ với anh ấy. Chị à, chị đã bao giờ nghĩ tới chưa? Có lẽ em mới là ứng cử viên thích hợp nhất. Đầu tiên, tôi muốn gửi lời xin lỗi đến tất cả người yêu mến tôi. Tôi đã làm cho mọi người phiền lòng. Thứ hai, tôi muốn làm rõ những tin đồn gần đây và Thanh Minh. Tôi không hề phụ lòng những người yêu mến tôi. Điều cuối cùng tôi muốn nói là xin lỗi đã làm gián đoạn. Theo nguồn tin đáng tin cậy, anh sẽ rời khỏi ngành giải trí, về nhà lấy vợ sinh con, tiếp quản gia nghiệp. Tin này có đúng không? Ngoài ra còn có tin rằng người ép anh kết hôn chính là hôn thê cũ của anh trai, cũng là chị dâu tương lai nhiều năm, hơn nữa còn bị chị dâu cưỡng ép quan hệ, vì thế không còn lựa chọn nào khác ngoài việc kết hôn. Chuyện này có đúng không? Tôi không biết các anh lấy nguồn tin từ đâu ra, nhưng điều tôi muốn nói là toàn lời bị đặt dối trá. Câu hỏi vừa rồi để tôi trả lời thay cho anh ấy. Cô nghĩ cô là ai? Người chúng tôi đang phỏng vấn là Niến. Với tư cách là người của công chúng, nên cho người hâm mộ một lời giải thích rõ ràng, chứ không phải tìm người qua loa cho qua chuyện. Kiếm tiền từ người hâm mộ không dễ gì đâu. Im lặng đi. Người khác không đủ tư cách, nhưng tôi thì đủ tư cách. Bởi tôi chính là nữ chính trong câu chuyện của các người. Yến Khanh Trần và tôi, từ đầu tới cuối, chỉ là bạn bè thôi. Tôi hy vọng rằng với tư cách là người hâm mộ, các chị đừng để bị người ta dắt mũi. Chính là cô ta dụ dỗ nấy. Bộ dạng không khác nào hồ ly tinh. Hàng gì nấy bị cô ta dụ dỗ. Hồ ly tinh chết tiệt. Phải đó, hồ ly tinh. Hồ ly tinh. Bảo vệ, đem những kẻ gây rối lên đồn, tiếp tục họp báo làm rõ. Đau lắm. Bây giờ hết đau rồi à? Lúc nãy bị ném chai nước, sao không tránh đi? Tôi quên mất. Bình thường cô nhanh nhạy lắm mà, miệng mồm lanh lợi nữa. Tại sao gặp tình huống như vậy không biết tự bảo vệ mình? Lần sau tôi sẽ chú ý. Còn có lần sau. Được rồi. Vừa rồi cảm ơn chú. Chú có bị thương ở đâu không vậy? Không cần đâu. Tự lo cho bản thân đi. Giản giản. Xin lỗi, tôi không biết sẽ. Không sao đâu. Tôi mới là người cần phải nói lời xin lỗi. Trước đây tôi chỉ quan tâm tới bản thân mình thôi, mà quên mất anh còn có sự nghiệp nữa. Cho nên tôi quyết định hủy bỏ thỏa thuận với chúng ta. Chúc anh tiền đồ sáng lạng, hào quang rực rỡ, cố gắng vì sự nghiệp nha. Giảng giảng, thật sự thì tôi hình như lớp trang điểm bị nhòe rồi. Ở đâu?
Bị nhòe chỗ nào? Tôi trang điểm kỹ rồi mà. Thanh Trần là bạn thân nhất của tôi. Tôi tới để giúp đỡ anh ấy. Tôi không thể thiếu khí thế làm cho anh ấy mất mặt được. Phải rồi, anh định nói gì với tôi? Không có gì. Cuộc họp báo vẫn đang diễn ra. Người hâm mộ đang chờ đợi tôi. Tôi đi trước đây. Sao anh ấy lại kỳ lạ như vậy? Có muốn về nhà ăn tối không? Không đâu. Tôi có chuyện quan trọng hơn cần phải làm đó. Nghe nói nhà cô có hai em trai. Tháng này đều làm đám cưới. Cô định đi bao nhiêu tiền mừng? Tôi không hiểu cô sở giảng có ý gì. Nếu tôi đoán không nhầm là cũng phải 500 ngàn phải không? Cái gì 500 ngàn? Tôi không biết gì hết. Cứng miệng thiệt đó. Là cô tự mình khai ra hay để tôi ép cô khai ra? Cái này là gì đây? Tôi đã làm việc chăm chỉ để kiếm được 500 ngàn. Tôi gửi về nhà thì có vấn đề gì đâu. Tôi biết ngay là cô sẽ chối. Cho nên tôi vẫn còn nhân chứng. Rõ ràng là có kẻ hãm hại tôi. Ý của cô là bản thiếu gia nói dối à? Biết ngay cô sẽ quanh co, cho nên tôi đã ghi lại toàn bộ quá trình gây án. Để tôi gọi cho cảnh sát nhé. Sư chẳng tiểu thư, là tôi sai rồi. Tôi thực sự sai rồi. Tôi cũng là bị sai khiến thôi. Chính là bà cả. Chính bà ấy yêu cầu tôi làm như vậy. Bà ấy cho tôi nửa triệu. Tôi nhất thời hồ đồ cho nên đã đồng ý với bà ấy. Tiểu thư à, xin tha cho tôi con đường sống đi mà tiểu thư. Chị à, em đã quay lại cả rồi. Các người không có chứng cứ gì hết. Chỉ là diễn trò lừa tôi thôi. Mau bỏ tôi ra. Chị, có cần vạch trần bà ta không? Không cần. Một chút này vẫn không thể hạ gục được bà ta đâu. Chờ thêm chút nữa sẽ có cơ hội thôi. Ôi em yêu à, anh nhớ em rất nhiều. Cẩn thận coi chừng bị nhìn thấy. Anh đang làm gì vậy? Đâu có ai đâu. Anh bảo bọn họ về hết rồi. Em cứ yên tâm đi. Ai? Ai đó? Ai? Ai đó? Yến Giản Thừa, sao cháu lại ở đây? Ông nội bảo cháu xuống đây lấy đồ. Cháu cũng vừa mới tới, đang định quay về đây. Giản Thừa, từ nhỏ bố mẹ cháu mất sớm, thím luôn coi cháu như là con ruột của mình. Chuyện tối ngày hôm nay đó, tốt nhất cháu đừng nói với ai nha, được không? Hôm nay xảy ra chuyện gì ạ? Cháu có thấy ai trong nhà kho đâu. Đúng là một đứa trẻ thông minh. Vậy thì ta yên tâm rồi. Đi đi. Ây da, em như vậy là thả hổ về rừng đó. Lỡ chuyện chúng ta bị nó làm lộ ra ngoài, để lão già kia biết được, cả hai chúng ta đều chết chắc. Anh tưởng tôi không biết sao? Nhưng anh không nghe nó nói. Chính lão già kêu nó xuống đây lấy đồ. Nó mà chết ở đây, bị điều tra ra, vậy thì chúng ta cũng không vô can đâu. Nhưng lão già đó tại sao lại bảo nó tới nhà kho lấy đồ chứ? Vị thằng tranh đó lừa rồi. Xem ra chúng ta không diệt trừ nó không được. Nhất định phải nhổ cỏ tận gốc. Giản Thừa thế nào rồi? Đã ổn định rồi. Sao lại như vậy? Không phải em vẫn luôn giúp nó sao? Là trúng độc. Bị đầu độc. Bị đầu độc. Chuyện này có gì lạ đâu.
Có lẽ là giảng thừa ăn trúng thứ gì đó bị hư, ngộ độc thực phẩm thôi mà. Cũng may mà có giảng giảng ở đây, giảng thừa sẽ không có chuyện gì đâu. Bây giờ cũng không còn sớm, mọi người giải tán đi. Không sao không sao. Khoan đã, giảng giảng còn có chuyện gì sao? Giảng thừa bị trúng độc không phải là ngộ độc thực phẩm, là loại chất độc có thể dẫn tới chết người đó. Cho dù cơ thể hấp thụ cũng không thể tra ra được. Nếu không được phát hiện kịp thời, giảng thừa sẽ có thể không sống qua đêm nay. Ý của cô là có người cố ý hạ độc? Mấy người nhìn tôi làm gì chứ? Tôi đầu độc nó thì có ích lợi gì đâu. Hơn nữa, tôi mà muốn làm hại nó thì nó có thể sống tới bây giờ không? Mục đích của bà chẳng gì lợi ích gì hết, chẳng qua là muốn diệt khẩu mà thôi. Tôi có gì mà phải diệt khẩu? Bà để cho người giúp việc cho chất độc vào hương xông trong phòng tôi. Giảng thừa tình cờ nhìn thấy, bà biết giảng thừa chắc chắn sẽ đứng ra làm chứng, cho nên bà mới... Lời này nói là có ý gì đây? Nếu đúng như lời của cô nói là tôi phải diệt trừ cô mới đúng, sao phải ra tay với nó đầu tiên chứ? Sở giảng nói năng cũng phải có giới hạn, sao mẹ tôi có thể làm được chuyện như vậy? Nói không chừng chính cô hối lộ người giúp việc, ai chẳng biết cô có khúc mắc với mẹ tôi. Anh thật xin lỗi, không có ý làm gián đoạn, tôi chỉ là có thứ muốn mọi người cùng xem. Mọi người cùng xem. Chuyện xảy ra với Khanh Trần lần trước, tôi cứ cảm thấy có chỗ kỳ lạ, vì vậy đã tự mình kiểm tra thêm. Thật không ngờ, chính thím là người chỉ đạo, là thím mua đám seeding và truyền thông, cố ý bôi đen Khanh Trần. Mày nói bậy, sao tao lại phải làm như vậy? Mẹ tôi không phải người như vậy, có thể không tự dưng làm vậy, nhưng nếu vì cậu, cũng có gì lạ đâu. Xử lý Khanh Trần rồi, cậu lại có cơ hội kết hôn với Giảng Giảng. Anh đừng ăn nói linh tinh, chứng cứ rõ rành rành. Tôi có ăn nói linh tinh không? Ông nội tự biết phán đoán. Nói đến đây, tôi cũng có vài thứ muốn cho mọi người xem. Đây là báo cáo tài chính mới nhất trong năm nay, trong đó hiển thị bị thất thoát 900 triệu. Tôi đã kiểm tra, toàn bộ số tiền này đều lén lút chuyển ra ngoài. Còn dấu đúng là của công ty, nhưng mà dân tay chữ ký là của dân Thâm. Cái này là cháu mượn tạm thôi, cháu sẽ trả lại. Bố, chuyện này con cũng biết. Dân Thâm hiện đang đàm phán một dự án lớn, lỗ hổng này sẽ sớm được bù lại thôi. Dự án lớn đó chắc ở Macau hết nhỉ? Tôi mà đoán không nhầm, 900 triệu này đều đem đi đánh bạc hết rồi. Đồ khốn kiếp, trong đám con cháu, tao đặt không ít hy vọng vào mày. Thật không ngờ mày lại có thể tham lam vô độ đến mức dùng tiền của công ty để đánh bạc. Xem ra hôm nay tao phải đánh chết mày. Bố, bố à, có 900 triệu thôi, cần gì phải làm như vậy? Bố định đánh chết cháu trai yêu dấu của bố sao? Con hư tại mẹ, ta vẫn chưa tính sổ với cô đâu đó. Nếu đã thích bảo vệ nó thì ta cũng đánh luôn cô. Ông nội. Giảng thừa, Giảng thừa, em thấy sao rồi? Vẫn ổn ạ. Cậu có biết mình bị đầu độc không? Em không biết. Tôi đã nói sẽ không kể với ông rồi, sao thím vẫn còn muốn đầu độc tôi? Chứ anh nói linh tinh gì vậy? Có phải cháu bị độc tới tận não được không? Mong nghỉ ngơi đi, để bình phục đi rồi nói. Đừng giả giờ nữa, chính thím đầu độc tôi. Chỉ vì tôi nhìn thấy thím và chú Dương vụng trộm với nhau nên thím tính giết người diệt khẩu. Yến Giảng Thừa, đầu óc của mày có vấn đề à? Làm sao mẹ tao vụng trộm với người khác? Giảng Thừa, trước đây thím ấy đúng là có chỗ không đúng, nhưng em cũng đừng vu khống cho thím ấy. Giảng Thừa, chuyện này đến anh cũng không tin em sao? Không phải anh không tin, mà là nếu tôi có bằng chứng thì sao? Ông nội, đây là video thím vụng trộm với chú Dương, đây chính là chứng cứ. Nếu các người ai mà không tin thì cứ xem đi rồi biết, xem thử tôi có nói dối không. Bố, bố à, con biết mình sai rồi. Bố cũng biết Phúc Hành đã mất bao nhiêu năm rồi để con dò dẫm một mình, cho nên con mới mắc phải sai lầm như vậy. Bố à, con thề với bố, con sẽ chia tay với anh ấy ngay lập tức, không bao giờ liên lạc lại nữa đâu bố. Mẹ, sao mẹ có thể làm ra chuyện như vậy? Cháu nhớ chú Dương là do thím giới thiệu vào làm, lúc đó hình như Dân Thâm còn chưa ra đời. Cậu ăn nói linh tinh gì vậy? Dân Thâm, Dân Thâm là con cháu của nhà họ Yến. Nếu như Khấu Hành không mất sớm, làm sao tôi có chuyện qua lại với người khác? Cháu có nói Dân Thâm không phải con cháu nhà họ Yến đâu.
Thiếm à, cần gì phải vội vã đến chính? Chắc không phải có gì khuất tất chứ? Ông nội, ông hãy tin cháu, cháu là do ông nuôi lớn, cháu khẳng định là con cháu nhà họ Yến. Vàng thật không sợ lửa. Mày có phải là con cháu nhà họ Yến không? Cứ làm giám định huyết thống là sẽ biết ngay thôi.